Hello, Mỹ Mô Tô em xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em cũng tiếp tục có mặt tại cửa hàng xe máy của anh Dương Mô Tô nha anh chị các bạn. Ở cũng như là anh cũng nhập về hàng loạt xe mô tô luôn. Em sẽ giới thiệu cho các bạn, mình có nhu cầu quan tâm thì cứ liên hệ ngay qua số điện thoại hoặc đến địa chỉ là 52 Lê Hồng Phong, Đông Thành, Tân Đồng Hiệp, Dĩ An, Bình Dương nha anh chị các bạn. Ở đầu tiên thì đây là trước mắt anh chị mình là hai con Z1K thần thánh mới vừa cập bến luôn. Và khu vực bên kia là có CB nó và trong kia có MT luôn nha các bạn. Thì bên đây là có Suzuki GZ150A luôn. Thì từ từ mình sẽ giới thiệu phân khúc lớn trước nha. Thì bắt đầu mình vô phân khúc nhỏ trước nè, cho anh chị em mình có thể dễ lựa chọn cái giá phù hợp mình đi. Đầu tiên là em Suzuki GZ150A nha các bạn. Con này nó siêu đẹp luôn. Con này đăng ký mấy Huy? 2019 nè. Còn mới quá nè. Còn thùng là còn nguyên luôn các bạn. Thùng tựa lưng là còn nguyên luôn. Dòng xe này anh chú mình đi rất là thoải mái luôn nè, đi đường xa là nói chung ok luôn á. Dòng xe này đi ngồi thoải mái lắm đó, tư thế ngồi không có đau lưng nè đó. Có thùng để đồ đầy đủ luôn. Về phần máy thì không có lỗi lầm gì luôn, máy chạy rất là ngon, rất là bền. Thì có 150 thôi đó, dễ đi. Con này hiện tại thì anh Dương để cho cô chú anh chị các bạn mình là 55.500 nè. Nếu mà anh chị ở xa thiện chí mua thì cửa hàng còn bớt lọc chút đỉnh cho anh chị em mình thêm nữa ha đó. Để mình nổ máy cho các bạn xem nghe luôn nha. Bấm phát là nổ liền. Máy còn im gích luôn các bạn ơi. Thầm luôn. Xe liền lạc còn mới đẹp lắm nha. Con này biển số Sài Gòn luôn nha các bạn. Biển Sài Gòn luôn nè. Rồi tiếp theo thì mình sẽ ở đâu ta? Ở đây thì mình sẽ cập nhật MT đây. Con MT trước đây. CB cũng có luôn nè các bạn. Đây. Yamaha MT 15 nha anh em. Đó, cái màu này nữa không mà cực hot luôn á. Màu này siêu đẹp mà cực hot luôn. Rất là nhiều bạn kiếm cái màu này mình đi nè. Con này 2022 luôn nha các bạn. Đó. Anh em nào mà nói chung đi phượt đồ là lấy con này đi là ok luôn, phượt thủ luôn đó các bạn. Con này đi mới có 2000 cây à. Biển là 93 nè. Anh em nào mét 65 là ngồi đi con này là vừa luôn á. Ok luôn nè. Thì mét 6 thì mình có thể đeo giày vô, đeo giày vô mình đi được ha, mét 6. Phượt thủ là y bài luôn các bạn ơi. Hàng Yamaha là không có lỗi lầm gì mấy nha các bạn. Mình cứ đi chạy bình thường luôn. Đó, máy móc không có hư hao gì hết nè. Con này hiện tại là 62.500 nha anh em. Đó, biển là 93 nè. Về phần xe biển số anh chị các bạn mình nếu muốn rút hồ sơ sang tên đều được hết nha, cứ yên tâm. Rồi bên trong đây có CB. Còn con CB này cũng mới về nữa nè, màu đỏ nè. Để ba cái này là cái quà tặng đúng không Huy? Nó bảo hiểm nè, để tặng cho các bạn nè, mới nhập về một lô quá trời luôn. Con CB này nó trông siêu đẹp luôn nha các bạn ơi, còn mới lắm, 2021. Biển là 61 luôn nè. Xe màu đỏ. Cái màu này thì cũng có rất là nhiều các bạn mình kiếm nè. Anh chị mình kiếm cái màu như thế này nè. Hiện tại thì cũng về được một chiếc màu như thế này, CB 300G nha các bạn. Nãy mình nói nhầm là CB 150. CB 300G nha. Con này hiện tại là 93 triệu nha anh em. Đi được 9.000 cây, 93 triệu. Tiếp theo là bên trong cũng còn một em MT nữa kìa, MT 15. Em này màu xanh GB nè. Con này 2021, biển là 86, đi được 9.000 cây nè. Hiện tại là 57 triệu 500 nha các bạn. Đó, 57 triệu 500. Đó, mình lướt những con mới về trước nha anh em. Ra đây, ra ngoài này thì còn Honda CB nữa nè. Con này là như CB 300 đó. Hồi nãy em nói là con CB 150 nào mới về đâu ơi. 300 hả? Là 150. 300 hả? Rồi giờ mình nhầm rồi, 300 các bạn. 150 là mình hết à? 150 hết rồi, còn 300 thôi. Con này 2022, biển là 86 luôn nha anh em. Đi được mới có 300 cây à. Đó, em này đi được mới có 300 à. Chiều cao em này thì nói chung thì cũng tương đương với MT đó các bạn. Hình như là muốn thấp hơn MT hay là tương đương vậy nè. Là mình để mình ngồi thử nha. Tương đương với MT luôn á.
mà phân khối nó tới 300 nha. Cao hơn MT. Anh em nào mà có đi thì mình có thể lên bằng A2 đi mới được nha anh em. Máy còn cứng thừ luôn. Xe còn liền lạc, còn rất là mới đẹp luôn nha các bạn. Con này là 102 triệu nha anh em, 102 nha. Biển là 86 đấy, 2022 luôn á. Rồi sẵn đây mình lướt cái bên trong đây cũng là Honda CB luôn nè các bạn. Mà chiếc này là hình như là chiếc cũ nha, còn trong cửa hàng. Đây mình sẵn đây mình lướt luôn. Con bên trong đây là 2020. Biển là 48 nè, con này đi được 10.000 cây rồi nè. Giá là 96.500 nha anh em. Rồi ok, những con bên trong đây thì có khách cọc hết rồi, mình bỏ qua nha các bạn. Đó, cọc hết rồi nè. Thì bắt đầu mình sẽ lần lượt thêm một bên đây là mới về nữa nè, mình cập nhật nốt mới về trước ấy. Đây Z1000 2012 ở xe màu cam đen nha các bạn. Con này đi biển là 74 nè. Nói chung đời 2012 là đi cũng khá nhiều nha. Lâu rồi, chắc thể là đi nhiều. Mà giá thì cũng rất là mềm thôi các bạn. Về phần máy thì anh chị em mình cứ yên tâm nha, cứ đến cửa hàng trực tiếp mình xem xe và test máy luôn. Đó, ưng thì cứ mua thôi. Hiện tại thì giá có 149 triệu thôi. Đó, anh em cứ mạnh dạn đến trực tiếp cửa hàng hoặc liên hệ qua số điện thoại nha. Số điện thoại em không có để trên màn hình được á, thì anh chị mình có thể xuống vào phần bình luận á. Em có ghi số điện thoại ở dưới phần bình luận nha anh chị các bạn. Đó, 149 triệu. Tiếp theo, bên đây là màu đen nè, 2012 luôn các bạn. Con này biển thành phố luôn, 59A3, 169 triệu nha các bạn anh chị. Đó, Kawasaki Z1K thần thánh nha anh em. Xe nói chung còn liền lạc đẹp lắm các bạn ơi. Rồi sẵn đây mình lướt con ngoài này luôn. Con ngoài này là 2014 nè. 15 hả, này ghi nhầm hả? 2015. Biển 61A1. Con này 239 nha các bạn. Đời cao và cái chất xe của nó đẹp hơn thì giá nó hơi cao nha anh em. Đó. Mình cứ mạnh dạn đến cửa hàng mình xem xe để mình biết cái chất xe như thế nào nha các bạn anh chị. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ nhờ camera lần lượt vô trong đây nha. Vô trong đây thì mình sẽ báo cái phân khúc 150 trở lên nha các bạn. 150 thì có Honda CBG 150 nhập khẩu từ Indo luôn, mẫu mới luôn. Con này là được trang bị là phụ upside down nè, thắng ABS luôn các bạn. Và thiết kế đầu đèn nó y chang như là CBR 250G luôn các bạn. Mẫu rất là đẹp luôn, thích hợp cho các bạn mình nếu mà mới chơi những dòng xe mô tô á, thì có thể xem cái tham khảo các em này. Kiểu dáng rất là đẹp. Mà máy Honda thì nhập khẩu Indo thì anh chị các em mình khỏi cần bàn cãi về phần chất lượng rồi, rất là bền. Con này 2022 biển là 63 nè các bạn, đi được mới có 500 cây thôi. Hiện tại là 65.500 nè. Đó. Rồi nổ máy cho anh chị em mình nghe nha. Đó, máy còn giòn, nổ rất là giòn luôn các bạn. Con này là phiên bản này là bản mắc nhất nha các bạn. Bản này là bản HGC nè. Cái màu này cũng là rất là anh chị các bạn mình ưa chuộng cái màu này. Đó, rất là thể thao, đẹp. Ok, biển 63 nha các bạn. Tiếp theo là kế bên là cũng có một em đen nhám luôn. Đó, màu đen nhám. Con này hiện tại là 63.500, đi được 2.000 cây. 2021 nha các bạn, biển là 47. Đó. Tiếp theo là bên đây là có màu đỏ đen. Đó, đỏ đen này là 63.500 nữa nè. Con này biển 60 nha các bạn, 2021 luôn. Giờ bằng xe máy móc thì những chiếc này không có test thì anh chị các bạn mình thông cảm nha. Tại xe rất là nhiều luôn, test máy nổ máy rất thời gian rất là lâu. Đó, máy móc thì anh chị em mình khỏi bàn cãi rồi, cứ yên tâm nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ báo nguyên cái lô này ra ngoài kia luôn nha các bạn. Ở đây thì có Kawasaki Ninja 300 nữa nè. Đó, con này giờ phần dàn áo sơn đều là còn siêu đẹp luôn các bạn, liền lạc đẹp. Có lên được cây bô thôi nè. Đó, cây bô với như là ghi đông này không, đúng không? Ghi đông này có độ lên nè. Nhìn trong rất là đẹp, hầm hố.
Con này 2016 nha các bạn. Đó, máy em rất lâu ha. Ok. 2016, biển là 59A3 nha anh em. Đi được 22.000 cây, hiện tại là 77 triệu. Đó, anh em nha. Rồi, cũng chuyển sang cái dòng của Yamaha G3 luôn. G3 thì đây có mẫu cũ và mẫu mới luôn nha các bạn. Đầu tiên là con này bán rồi các bạn, cho qua con màu đen này nữa. Con màu đen này để mình coi đây. 2016, biển là 60, đi được 30.000 cây, 77 triệu nha các bạn. G3. Đó, con này có lên cái bô và chống đổ chở sáng cho các bạn mình luôn nè. Cái màu đèn nè, có được chủ lên đèn 7 màu luôn. Trông rất là sang đẹp nha. Ok, rồi. Tiếp theo là con đời mới 2020. Đó, anh chị em mình dòm cái đầu đèn nó khác liền không? Đó, đời mới đời cũ là dòm cái đầu là biết ngay liền ha. Đó. Con này đi được 33.000 cây. Mới có 3.000 cây thôi nha các bạn. 110 triệu nè, biển là 24. Máy móc thì anh em mình cứ yên tâm nha. Cứ trực thích cái dòng xe nào mình cần mua, cứ trực tiếp đến cửa hàng sẽ test máy thoải mái luôn. Ưng thì cứ mua thôi nha. Đó, máy móc ok, không có vấn đề gì hết, lỗi lầm gì hết nha. Rồi, qua đây con này bán cho Huy. Xe còn đấy. Con này còn hả? Con này Ninja 4 phải không? Đúng rồi, 2018. 2018. Ninja 400 các bạn. Đó, máy móc là bấm một phát là nổ liền. Có chống đổ nè, bô là bô còn zin nha. Con này nhiêu Huy? 107 triệu. Con này biển 61A1, 107 triệu nha các bạn. Kawasaki Ninja 400. Rồi qua đây là có Kawasaki Z650. Đó, con này thì em như là có quay đi là quay lại nè đúng không? 2020 nè, biển 59 luôn. Đi được 9.000 cây. Xe còn liền lạc đẹp lắm nha anh em. Nói dòng xe này nói chung là lâu lâu mới được một chiếc nè. Z650. 159 triệu nha các bạn. Xe còn zin luôn. Bô zin là đuôi zin luôn nha anh em. Còn kiến đâu đầy đủ luôn nè. Đó là được kính chắn gió nữa nè. Đèn bi chợ sáng nè, chống đổ nè. Ok ha. 159. Rồi con này bán chưa? Con này còn hả? Wow, con này nói chung là siêu mới lạ luôn các bạn. À, con này có hãng như là Chium đúng không? Hãng Chium này, con này phân khối là tới 900. 660 hả? À, con 900 bán rồi, mình nhầm. À, con này chỉ có 660cc các bạn, của hãng Chium nữa. Chium, con này có tên là như thế nào mà mình đọc và quên hoài nè. Con này biển 47 nha các bạn. Xe siêu mới lạ luôn, siêu đẹp luôn. Cái đuôi nè anh chị em mình dòm thiết kế cái đuôi là đuôi zin nha các bạn. Nó nhiều anh em không biết nó là đuôi là chế độ nha, không phải nha. Là zin của nó là như vậy đó. Đó, các bạn biển số nằm dưới này nè. Đó. Nhìn thấy cũng trông cũng khá đẹp nha. Mới lạ các bạn. Con này như là bật lên cho nó bơm xăng. Rồi. Vô độ nha các bạn. Quá phê luôn các bạn ơi. Cái vô này nói chung khá đẹp, nói chung trong đây chật quá, camera không thể nào tiến vô đây quay chữ vô cho anh chị các bạn mình xem nè. Có nhu cầu quan tâm thì cứ chụp màn hình lại và gửi qua Zalo, sẽ có ảnh video chi tiết cho anh chị em mình xem xe rõ ràng hơn nha các bạn anh chị. Đó, rồi ok. Con này hiện tại là 239 nha các bạn, đi được 707.000 cây. Đó, con này biển là 47 luôn nè, 2021.
xe còn mới lắm. Rồi tiếp theo là Honda CB350 nè. Con này 2022 đi được mới có 13 cây thôi các bạn. Đó, xe này còn mới đẹp luôn, như là một chiếc xe mới luôn đó anh em ơi. Biển 61, 185 triệu nha các bạn. Ha. 350cc nha các bạn chị. Rồi dòng Benelli. Ở đây là có Benelli 500. Con này 2018, biển là 63 nè, đi được 18.000 cây. Hiện tại là 99 triệu 500 nha anh em ha. Đó. Và bằng xe chi tiết xe anh chị em mình chưa xem chưa rõ có thể chụp màn hình và gửi qua Zalo giúp em nha. Số điện thoại Zalo em có để trực tiếp ghim ở dưới phần bình luận nha anh chị các bạn. Rồi qua đây thì con BX Tom 500 luôn. À, của hãng con này hãng gì? Hãng BX Tom luôn các bạn. Nhà mình tưởng đâu hãng GFS. Con này 2022 nè, biển 61A1. Đi được 2.000 cây, 145 triệu nha các bạn ơi. Đó, BX Tom 500cc ha. Rồi qua đây thì con này chắc có cọc rồi nè, không thấy giá. Cho qua bên đây là còn em Honda CB650G 2020. Con này biển 59 luôn, đi được 2.000 cây ha, 235 triệu nha các bạn. Màu đen, xe còn liền lạc đẹp nha, đuôi zin luôn các bạn ơi. Rồi ra đây là có CBG 650F 2018 luôn nè. Con này biển 61A1, 60A1 chứ. Đi được 15.000 cây, giá là 179 triệu nha các bạn anh chị. Đây, CBG 650F ha, có một chiếc duy nhất trong cửa hàng. Rồi thì bên khu vực bên đây thì có ấy dòng xe cổ điển nè các bạn. Đó, đủ các dòng luôn. Kawasaki Ninja, Kawasaki Vulcan 650 nè. Và bên đây là có Gravel 500 nè các bạn. Ở đây có Atlay 883 nè, siêu cổ luôn. Rồi trong khu vực trong phía trong đây thì có CB1000G của hãng Honda 2012 nè các bạn. Và bên đây có Z800 luôn. Đó, con Z800 là 145 triệu nè, biển là 74, 2015 nha các bạn. Z800. Con này như là bản bản thường nha các bạn. Và bên đây là còn một em Z800 bản ABS nữa nè. Con này 155. Biển là 59 luôn, 2015 luôn nha anh em. Z800 ha. Rồi xuống dưới này nãy mình có chưa báo những cái dòng xe còn ở dưới này nè các bạn. Có đúp KTM đúp 390 nè. Ở và bên đây là có Honda CB500X nè. Ở và bên trong đây là có Honda NC700S nè các bạn ha. Rồi các bạn tiến vào đây xíu. Xuống dưới này thì có còn Benelli nữa nè. Benelli 302 nha các bạn, 2019 luôn. Và bên đây là W175 cũng còn luôn nha anh em. Đó, khu vực trong đó thì có G15V3 kìa, rất là nhiều luôn. Anh em mà có tham khảo dòng xe nào á mà em chưa có báo giá được á, thành ra em mình cứ liên hệ qua số điện thoại em có ghi ở dưới phần bình luận nha. Rồi anh chị em mình thích cái dòng xe nào cần review á thì hãy bình luận bên dưới, clip sau em sẽ cập nhật và review cho các bạn mình xem nha. Thì video em chỉ làm tới đây, cảm ơn anh chị các bạn theo dõi video, hẹn gặp anh chị các bạn trong những video tiếp theo.